đây là ngã tư Phong Hòa này các bạn, cái hướng đó là đi về bắt dầm cống về Tân Thành rồi đó, còn cái này là lại phà Phong Hòa nè. Còn cái trước mặt mình đó là đi về Sa Đéc á. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc Thịnh xin review cái bến phà Phong Hòa Thới An. Bến phà Phong Hòa một bên là bắc của tỉnh Đồng Tháp và một bên là của xã Thới An của Ô Môn của tỉnh Cần Thơ. Bây giờ Quốc Thịnh mời các bạn anh chị cùng xem cái bến phà Phong Hòa. Phà này lớn nha các bạn. Mận thì cũng đỡ đỡ ha. Dùng này là dùng ở gì nè, nhãn nè, mận nè, núm rơm nè, thanh long nữa hả? Có thanh long luôn hả? Có xoài luôn. Vậy sao? Dùng này ha. Phà này đưa sáng đêm không? Dạ, 9 giờ. 4 giờ sáng tới 9 giờ. Đi qua bển này qua tới đi Cần Thơ còn bao nhiêu cây nữa? 40 cây không? Không, hai mấy cây à. Hai mấy cây hả? Đồng lộ này lớn phà chạy với hai mấy cây đó. À. Đi Cần Thơ á. Chắc hơn quá. À. Chắc hơn chứ ha. Ít hơn hả? Đi chở ra cây ngày kiếm được 200 không? Trời ơi, chở nặng dữ ha. Cái này nhảy xong, cái này nhảy chết không, mua quà.
đấy anh chống lên. Cái dòng sông Hậu, Hậu Giang, nước ngọt quanh năm, rất thuận tiện cho nuôi trồng thủy sản như nuôi cá bè trên sông nha các bạn. Dòng sông Hậu này một bên là bờ của xã Phong Hòa của tỉnh Đồng Tháp và một bên là của Thới An, xã Thới An của huyện Ô Môn, Cần Thơ nha các bạn. Trời, hàng ngày thì đi qua đây mấy chuyến? Dạ. Lấy trái cây. Đi qua phà gì cách lâu? Không phải, một ngày á qua đây mấy chuyến? Đi qua chở hả? À. Chắc khoảng nếu mà chung chung thì cỡ 5 chuyến vừa đó. 5 chuyến à? À. Sáng đi qua lại lâu lắm để qua. À, 5 chuyến vậy là kiếm kiếm ăn được á. Qua bên kia là lấy gì? Lấy mận hay lấy gì? Lấy mận. Bên đó là mận hồng đầu đá hay mận gì? Đầu đá. Với mận ăn phước đó hả? Đầu đá đó hai đứa. À, cái này giá thị trường có nhiêu ký? Hả? Cái này giá thị trường có nhiêu ký? Trong vừa thì khoảng 10.000. À, và chi phí nữa ha. Chi phí trả tới cho luôn. Sông này là sông Hậu phải không? Đi chợ hả cô? Đi chợ hả? Từ đây mà lên bến đò Tân Thành cũng gần quá, có mười mấy cây này, 13 cây hồi nãy nó nói đó, gần nhé. À. Tự bơm luôn hả bác Tài, hay vậy ta, tự bơm luôn hay thiệt chứ. Ngày qua đây đi lại mấy chuyến hả cô? Ngày qua lại bến phà này mấy chuyến? Hả? À. Lâu lâu đi lần. Cái này có bánh xe đó. Ồ, hay đó. Nên mua cái đó là theo đó. Êm á. Có điện mà được hả? Lâu lâu mới đầy. Lâu lâu mới đầy hả? Nước ngọt quanh năm rất thuận tiện cho bà con sinh sống hai bên cái bờ sông như trồng lúa, trồng cây ăn trái đặc sản như mận, nhãn, sầu riêng, mít và thanh long và nuôi trồng thủy sản như cá tra, cá ba sa, cá điêu hồng. Cái này là sông Hậu nha các bạn, sông Cần Thơ, sông Hậu Giang ấy.
phía bên và bên kia các bạn vừa thấy là xã Thới An, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ nha các bạn. Vừa rồi là những hình ảnh của bến đò Phong Hòa mà Quốc Thịnh mới vừa review xong. Đến đây xin được tạm dừng. Quốc Thịnh rất mong các bạn chú ý theo dõi video này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.